Hello anh em nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách chế cháo một cái máy hút thiếc đơn giản mà những cái phụ kiện sẵn có anh em không phải đặt và mua phụ thuộc vào bất cứ bên nào. Thì cái máy này hiện tại là đều có sẵn trên thị trường và anh em chỉ việc mua linh kiện và ráp lại và hơi làm một tí thôi. Thì chào anh em, với cái đến với kênh điện X. Thì trên tay mình đây là bảng mạch và hôm nay mình muốn nói đến là cái máy hút thiếc mà mình làm thì mình cũng rất là hài lòng. Cái máy hút thiếc đầu tiên là mình có những cái dụng cụ mà mình sẽ nói với anh em này. Đầu tiên là một cái máy hút chân không Valua 250W, anh em có thể dùng loại nhỏ hơn cũng được. Và anh em mình cần một cái đầu lối từ cái máy hút thiếc này, từ cái máy hút chân không này ra cái dây đầu vòi này, một cái đoạn ống đồng này tán này, là cái dây như cái dây điều hòa này, anh em tán đầu ra và anh em bắt vào cái đầu hút chân không này. Tiếp theo là một cái dây lea điện 220V để anh em khi anh em mình bóp nhả cái công tắc của cái tay này thì là nó sẽ đóng cái điện của cái máy hút chân không này. Ví dụ vì anh em dùng cái công tắc này bóp trực tiếp thì đôi khi là nó cũng nó gây lên cháy công tắc và rất nguy hiểm cho anh em khi anh em sử dụng. Thì đấy là cái máy, đấy là một cái dây lea và cái máy hút chân không và cái đầu đồng tán của cái máy điều hòa, anh em có thể nhờ anh em điều hòa tán cũng được, hoặc là anh em có thể mua một đoạn và nhờ người ta tán sẵn. Tiếp theo là dây điện. Dây điện thì ai cũng có rồi. Và cái dây của máy lén ký, cái loại này mình nhớ không nhầm nó là 6 hoặc là 8 mm gì đấy. Và cái bộ bầu lọc gió của xe máy, anh em có thể mua bầu lọc nhựa cũng được, nhưng mà mình thì mình mua bầu lọc sắt. Tất cả những cái linh kiện này mình sẽ chia sẻ với anh em. Một cái công tắc để bật cái hai cái mỏ hàn. Và đây là hai cái mỏ hàn nha anh em nhé. Anh em cái mỏ hàn này trên thị trường mình đã mua là cái loại rẻ đây này. Mình phải bắt ốc vào đây này, anh em nhìn không? Tại vì nó bị lọc đấy. Và đặc biệt là cái mũi đồng này anh em mình thường rất là khó tìm. Và cái đầu đồng này thì đây là những cái linh kiện có sẵn nha anh em nhé, đều là linh kiện của phụ kiện điện thoại đấy. Mình sẽ lấy một số và cái dây chịu nhiệt. Thì cái đầu đồng đầu tiên là nói về cái đầu đồng thì mình chia sẻ với anh em. Đầu đồng thì mình sẽ mua đầu của mỏ hàn tích, cái loại mỏ hàn tích với lỗ là 1.6 mm nhé. Đây, anh em về anh em chỉ kẹp vào cái máy khoan đấy, anh em kẹp vào máy khoan, anh em đưa rũa đây thì nó sẽ tròn. Tiếp theo là cái linh kiện để làm cái dẫn nhiệt của cái mũi mỏ hàn này ấy, thì là nó là cái gì? Thực tế nó là cái đế hàn, cái đế ra nhiệt, đế ra nhiệt của cái linh kiện điện thoại để anh em mình nhổ những cái rác điện thoại ấy. Đây này, anh em có thể nhìn thấy hình ảnh không ạ? Đây này, nó là cái đầu ra nhiệt 900M TC6 này. Thì những cái sản phẩm này mình sẽ chia sẻ cái link ở trên cái YouTube này để anh em có thể tiện mua nhé. Cái đầu này nó có sẵn luôn, thì anh em chỉ việc thay thế cái đầu này và anh em mình bắt vào cái mỏ hàn nhiệt này thì là đã có cái dẫn nhiệt để ra cái đầu đồng này rồi. Thì anh em chuẩn bị một đoạn ống chịu nhiệt nữa, silicone chịu nhiệt. Đấy, silicon chịu nhiệt. Và đặc biệt nó có một cái đoạn đầu thu vào ống chịu nhiệt này, nó là lối bắt vào, lối tiếp vào cái mỏ hàn. Thì hôm trước thì mình cũng có cái đây, nó là một cái đoạn đầu như thế này. Đây, mình đã tìm rồi. Đây, nó là một cái đoạn đầu lối tiếp vào cái mỏ hàn này, nó là một cái đầu mối tiếp của cái mỏ hàn mic nhá, lối tiếp của mỏ hàn mic. Đấy, anh em mình có thể mua rất dễ dàng, những cái linh kiện này đều có sẵn. Thì mình chế thấy trên thị trường ấy, nhiều anh em chế cháo phải yêu cầu những cái đầu linh kiện lọ rất là cầu kỳ. Thì đây nó gồm một cái công tắc này, một cái tê dưới ống nước nhá, và hai cái mỏ hàn, hai cái đầu ra nhiệt có sẵn, mũi mỏ hàn tích, và cái này là bắt đối tiếp mỏ hàn tích bắt vào đây, và một cái ống lọc thiếc. Thì anh em mình đầu tiên có thể dùng ống lọc thiếc nếu mà dùng ít, về sau anh em mình dùng nhiều ấy thì anh em mình có thể thay bằng cái làm sạch đồng ấy, cái làm sạch không khí của làm sạch thiếc ấy ở trong cái cuộn đồng, anh em mình rút vào đây thì nó chặn luôn cái thiếc ở đây luôn. Thì không nói nhiều nữa, mình sẽ review cho anh em về cái sản phẩm này mình hàn cũng rất là ưng ý. Đầu tiên mình sẽ cắm điện vào. Mình cắm điện vào nhé. Rồi mình bật công tắc lên. Đấy, bật công tắc lên và điều chỉnh nhiệt ở đây đó là 450. 450, anh em mình đợi một chút nhé. Mình sẽ test cho anh em luôn để anh em có thể quan sát. Đây là mình bật một giọt quạt gió hơi to đấy. Mình đợi một chút. Thì mình sẽ định là mình sẽ nhổ luôn cái này. Mình sẽ nhổ luôn cái dàn dây này, nó hơi cũ một tí. Nhổ luôn hàn dây cáp này nhá, cáp này đang rất là nhiều chân này, hàn vào cái mạch điện tử. Đây là mạch của linh kiện này, chắc của nhắc thế nào anh em ạ. Mạch này không nhầm là mạch âm thanh, đúng rồi, mạch này của âm thanh, nhưng mà nó không biết là loại gì luôn. Đầu tiên cái mỏ hàn nó mới thì anh em mình chịu khó nhúng cái thiếc vào để cho nó bám vào cái mỏ hàn này thì anh em mình mới dễ làm việc được. Cái mỏ hàn này thì nhiệt lượng nó lớn nên là anh em mình có thể đợi hơi lâu một chút.
rất là nóng rồi. Để xem điều chỉnh nhiệt độ. Anh em mình có thể dùng một cái thôi nhé, một cái đầu ra nhiệt cũng được. Nhưng mà mình thì mình thích nó nóng nhiều, nóng nhanh thì mình dùng hai cái đầu ra nhiệt. Thì tùy anh em thôi. Mỏ hàn này nó là mỏ hàn tương đối lớn nên là anh em đợi hơi lâu một chút. Thế cái đoạn video này chắc là mình qua nhanh thôi. Tiếp cũng bắt đầu chảy rồi anh em. Đấy, mình gọi là mình tôi cho cái mũ hàn này qua một lớp. Mình thì mình hàn rồi. Thì mũ hàn này mình đang đánh lại một chút. Tại vì sao ạ? Tại vì cái mũ hàn này hôm trước là mình hàn nhiều quá, nó bị đầu nó bị oxy hóa nên là mình mới rũa qua và mình phải tôi nó qua một chút để nó bám tiếp. Ok. Đây, mình sẽ đầu tiên mình sẽ test thử cái mục. Ok đấy. Ok nhá. Vậy anh em mình sẽ test cho anh em xem. Mình sẽ mút cái đầu thiếc này nhá. Đấy, mình làm nóng vào đây. Đấy. Đến mũ thứ hai. Mình khi mình ấy xong mình sẽ cho anh em nhìn. Nó rất là sạch luôn anh em. Mình mới hút được hai mối thôi, tại vì mình quên mình tắt cái mỏ hàn đi. Anh em nhìn thấy cái chân linh kiện không? Anh em nhìn cái chân tinh kiện rất là sạch luôn đấy. Mình vừa mới tắt mỏ hàn đi, anh em đợi mình chút nhá. Tại vì vừa mình đang làm thì lại có khách. Ok, mình sẽ mút hết những cái chân nhỏ cho anh em xem. Vì cái cáp đồng nhỏ rất là khó ấy, mà cái mạch này nó rất là mịn. Mình thời gian rỗi rồi thì mình sẽ mút được những cái chân mà nó gập này. Nhưng mà hôm nay mình sẽ mút những cái chân thẳng trước cho anh em xem thôi nhé. Ok, mỏ hàn nó cũng hơi lóng lóng rồi đấy. Mình bật lại nó hơi lóng lóng rồi. Cái này
nhưng mà cuối cùng nó cũng tiếc luôn. Rất tiếc. Cái này kia mà không phải không phải mình đã hút xong rồi nhá. Đây anh em nhìn nhá, gần như là nó lung lay luôn. Đây, mình sẽ cho anh em quan sát kỹ cái mối hút thiếc này. Nhìn nào. Đấy. Mối hút thiếc mình vừa hút xong đấy. Hút rất kỹ luôn. Đấy, sạch chân luôn anh em nhìn không? Mối một linh kiện rất là nhỏ, anh em nhìn đây đầu bàn tay mình rất là to này. Cái linh kiện rất là nhỏ mà nó hút sạch luôn đấy. Đây mình sẽ rút ra cho anh em xem nhá. Rút cáp vào nhá. Sẽ rút cáp cho anh em xem mà mình xem có đầu nào có dính không. À, đây nó còn một hai đầu nó còn hơi dính tại vì có thể là cái mối này nó hơi ít thiếc này. Mình sẽ xem vào đây một chút để mình hút lại một lần nữa. Để nó sạch sẽ đi. Đấy, sau khi mình hút một loạt mà cái linh kiện này rất là nhỏ mà cái đầu mũi hàn này của mình là cỡ 1.6 nên là nó khá to. Để anh em nhìn qua sát nhá. Đây. Đấy, mình đã rút cái mạch mỏ hàn ra nhá. Mình nhìn anh em nhìn không? Nó sạch luôn đấy. Nhìn nhá, chân linh kiện nó sạch sẽ luôn đấy. Cái linh kiện nó bé anh em nhìn so với đầu ngón tay của mình để lên này. Đấy. Cáp nhá. Để anh em mình nhìn thấy cáp, chiếc cáp này. Còn nguyên luôn. Đấy, sạch sẽ luôn. Anh em có thấy sướng không? Quá sướng luôn. Đấy. Mà nó rất là tiện, anh em mình không phải mua hay phụ thuộc vào bất cứ một cái đơn vị sản xuất cái đầu hàn thiếc này nào cả. Cảm ơn anh em nhé.